Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh High Tech Amazing. Với trọng tải chở hàng lên đến 142 tấn, C-5 Galaxy là máy bay vận tải lớn nhất của Không quân Mỹ. Đứng trước C-5 Galaxy, con người trở nên rất bé nhỏ. Thậm chí, chiếc vận tải cơ này còn có thể nuốt trọn cường kích A-10 vào trong khoang chở hàng của mình để vận chuyển đến bất cứ địa điểm tác chiến nào trên thế giới. Còn đây là một chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực hạng nặng M1 Abrams có trọng lượng hơn 70 tấn, đang từ từ bò ra khỏi bụng máy bay C-5. Trong video này, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về chiếc máy bay khổng lồ này nhé! Với chiều dài 76m, rộng hơn 5m, sải cánh dài 68m, cùng khoang chứa hàng dài 36m, máy bay C-5 Galaxy do hãng Lockheed Martin chế tạo là vận tải cơ lớn nhất trong biên chế Không quân Mỹ. Nó được ví như một con cá voi có cánh. C-5 Galaxy đủ sức chở theo một đơn vị sẵn sàng chiến đấu hoặc vật tư thiết yếu đến bất kỳ nơi nào trên thế giới. Máy bay vận tải C-5 có khả năng mang 142 tấn hàng hóa, tương đương trọng lượng của hai xe tăng M1 A1 Abrams. Thậm chí, các trực thăng cỡ lớn cũng trông rất nhỏ bé so với chiếc C-5. Nó được Không quân Hoa Kỳ sử dụng làm máy bay không vận chiến lược liên lục địa. C-5 Galaxy bắt đầu được quân đội Mỹ đưa vào sử dụng từ năm 1969 với nhiều biến thể và tên gọi khác nhau là C-5 A Galaxy, C-5 B Galaxy, C-5 C Galaxy, C-5M và phiên bản đặc biệt C-5 ASCM Space Cargo Modification có khả năng vận chuyển các thiết bị kỹ thuật siêu trọng, phục vụ trong các vụ phóng tàu vũ trụ của Mỹ. C-5 A Galaxy thực hiện chuyến bay đầu tiên vào ngày 30 tháng 6 năm 1968, còn C-5 B Galaxy vào ngày 10 tháng 9 năm 1985. Đến đầu năm 1990, các máy bay vận tải chiến lược C-5 Galaxy của Mỹ đã thực hiện được hơn 1 triệu giờ bay. Mặc dù trong giai đoạn phát triển ban đầu, loại máy bay vận tải đặc biệt này đã gây ra nhiều tranh cãi trong giới lãnh đạo Mỹ vì giá thành và chi phí sản xuất đắt đỏ. Kể từ năm 1969, C-5 Galaxy đã được nằm trong biên chế các máy bay vận tải chiến lược của các đơn vị không quân dự bị và không quân bảo vệ quốc gia của quân đội Mỹ. Máy bay vận tải chiến lược C-5 Galaxy có phần thân dài hơn loại máy bay vận tải An-124 Condor của Liên Xô, nhưng tải trọng tối đa lại kém chiếc 124 Condor. Một chiếc C-5 Galaxy có thể chở được lượng hàng hóa quân sự nhiều gấp 3 lần một chiếc máy bay vận tải C-141. C-5 Galaxy sử dụng 4 động cơ tuabin phản lực do tập đoàn General Electric sản xuất. Mỗi chiếc có công suất tương đương 800 xe ô tô. Chiếc C-5 Galaxy có thể nạp tối đa 193.624 lít nhiên liệu với tốc độ bay tối đa 919 km/h và trần bay ở 10.895m, đồng thời có thể bay liên tục 4.440 km mà không cần tiếp nhiên liệu. C-5M Super Galaxy là phiên bản nâng cấp của dòng máy bay vận tải quân sự lớn bậc nhất thế giới, C-5 Galaxy. Mỗi chiếc C-5M Super Galaxy có giá gần 170 triệu USD, tức là ngang với khoảng 170 quả tên lửa hành trình Tomahawk. Phiên bản nâng cấp C-5M Super Galaxy có khoảng 70 thay đổi so với các đời C-5 trước. Đặc biệt, động cơ mới của hãng General Electric sẽ giúp giảm tiếng ồn và tiết kiệm 10% nhiên liệu. Vì là loại máy bay vận tải chiến lược, nên thân của những chiếc C-5 Galaxy có diện tích rất rộng, dành cho hàng hóa và các loại vũ khí quân dụng.
Để giúp công việc bốc dỡ hàng hóa dễ dàng hơn, máy bay đã được thiết kế để cho phép mở cả cánh mũi và cửa sau của máy bay. Điều này cho phép các nhân viên mặt đất có thể xếp và dỡ hàng từ cả hai đầu cùng một lúc. Chính vì thiết kế hữu dụng này nên C-5 Galaxy được giới quân sự Mỹ đặt cho nó một biệt danh khác là hàm cá mập sau khi xuất hiện bộ phim hàm cá mập rất nổi tiếng của Hollywood. Điểm khác biệt nổi bật nhất khi so sánh C-5 Galaxy với các loại máy bay vận tải chiến lược khác của Mỹ và thế giới là bộ căng cất và hạ cánh rất khủng của C-5 Galaxy gồm 28 bánh cỡ lớn với tác dụng giảm tốc, giảm chấn khi máy bay tiếp đất do trọng lượng và kích thước quá khổ của nó. Bộ phận hạ cánh là bộ phận chính làm cho C-5 trở nên có giá trị trong các nhiệm vụ khác nhau do tính linh hoạt và vai trò quan trọng của nó trong việc cho phép máy bay mang trọng tải lớn. Với thiết bị hạ cánh quan trọng như vậy trên máy bay, nhân viên bắt buộc phải kiểm tra thiết bị hạ cánh kỹ lưỡng trước khi nó cất cánh. Những kiểm tra này thường liên quan đến việc đánh giá các chi tiết cụ thể như độ ăn mòn của lốp, các hệ thống thủy lực hay bất cứ bộ phận nào có thể làm mất an toàn chuyến bay. Ngoài ra, quá trình sửa chữa hoặc bảo trì cũng được thực hiện theo lịch trình. C-5 Galaxy lần đầu tiên tham chiến trong chiến dịch không vận có tên Baby Leaf, đưa trẻ em mồ côi Việt Nam ra nước ngoài trong cuộc chiến tranh Việt Nam năm 1975. Khi cách Sài Gòn khoảng 16 km, chiếc C-5 bắt đầu rơi, lướt đập vào bờ kè và gần như vỡ nát. 138 người đã chết, chỉ có 170 người lớn và trẻ em sống sót với nhiều thương tích nghiêm trọng. Một tai nạn khác của loại máy bay vận tải C-5 Galaxy đã xảy ra vào ngày 28 tháng 8 năm 1990 khi một chiếc C-5 thuộc phi đoàn vận tải quân sự số 60 của Mỹ bị rơi khi đang cất cánh từ căn cứ Ramstein của Đức, khiến 13 người chết và 4 người khác bị thương nặng. Từ tháng 8 năm 1990 đến tháng 4 năm 1991, các máy bay vận tải chiến lược đã thực hiện tất cả 3.800 lần xuất kích, chuyên chở được 87.000 người và 230.600 tấn hàng tới các chiến trường có sự tham gia của quân đội Mỹ. Theo quân đội Mỹ, bản nâng cấp của C-5 Galaxy là C-5M Super Galaxy sẽ tiếp tục phục vụ cho quân đội ít nhất là đến năm 2040. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.